trọng kính Đức Tổng Giám mục Marek Jalowski, đại diện Đức Thánh Cha, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Chúng con cảm ơn Đức Tổng Giám mục đã cho chúng con cơ hội cùng với Giáo hội Hoàn Vũ mừng kỷ niệm 10 năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco và cùng sống ước mơ của Ngài cho một giáo hội hiệp hành. Trước hết mừng 10 năm giáo hoàng, tối hôm qua chúng con đã được hiệp thông với Đức Thánh Cha trong đoàn video kỷ niệm 10 năm Đức Francisco làm giáo hoàng cùng với những thành tựu cụ thể trong việc canh tân giáo hội theo tinh thần của công đồng Vaticano thứ hai những nỗ lực làm sống lại bản chất của giáo hội thuở ban đầu kiên quyết với những gì đang làm cho bộ mặt của Chúa Kitô bị méo mó vì quyền bính đã không được thực thi với đức bác ái đã bị làm dùng theo não trạng giáo sĩ trì thay vì để phục vụ tính đồng hành của giáo hội bị xem nhẹ hoặc bị che khuất bởi các hình thái giáo sĩ trị thứ hai chúng con cùng ước mơ với đức thánh cha chúng con tin vào quyền năng của chúa thánh thần như sự đầy tràn nối kết mọi khác biệt để làm nên những cái mới chúng con cùng với đức thánh cha kêu gọi hòa bình thế giới đẩy mạnh công cuộc hòa giải phục vụ cho tình huynh đề và bảo vệ trái đất để sống hạnh phúc với mọi loài thù tạo. Chúng con cũng cùng với Đức Thánh Cha gìn giữ vẻ đẹp của gia đình. Đồng thời chúng con vui mừng được thuộc về giáo hội của Chúa Kitô, một dân tộc được Chúa quy tụ gần gũi và chăm sóc dưỡng nuôi chúng con yêu mến giáo hội. Cuối cùng, chúng con cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Đại diện Tòa Thánh đã đến viếng thăm mục vụ giáo phần chúng con trong dịp giáo phần chúng con mừng Kim Khánh 50 năm thành lập và đồng viên chúng con khi làm phép viên đã xây dựng công trình nhà khách tà bao đồng thời viếng thăm những cơ sở của chúng con đức tổng giám mục đã cùng với giáo phần chúng con tạo mối dây liên kết trong cùng một mối quan tâm về bảo vệ môi trường với tỉnh Bình Thuận trong năm du lịch 2023 với chủ đề hồi tù xanh. Sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục trong chuyến viếng thăm mục vụ kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phan Cô, làm cho chúng con thấy được sự đồng hành của giáo hội bên, phần, bên cạnh giáo phần chúng con. Qua Đức Tổng Giám Mục Chúng con như nghe rõ tiếng kêu mời của Đức Thánh Cha, hãy biết lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Vì lắng nghe là nền tảng của một hội thánh hiệp hành mà giáo hội đang muốn tiến bước. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Tổng giám mục và qua Đức Tổng giám mục Chúng con kính gửi lời chào tôn kính và vâng phục Đức Thánh Cha. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Chúng con xin kính mời Đức Tổng Giám mục bằng huấn từ cho cộng đoàn. We would like to invite the Archbishop to give your teachings to all people. Dear Bishop Joseph Father, Monsignor Joseph, your Vicar General, dear fathers, brothers and sisters in Christ, I am very happy and honored to be with you this morning here in this holy place, the place of prayer, place of conversion, place where our Mother, Blessed Virgin Mary, is host. I thank your, your Vicar General, Monsignor Joseph, for the kind words he addressed to me. And I must say that what he had said is all true. This today is a special day. not only because we are at Tapao Shrine, but also because this month, actually next week, 13 of March, we will celebrate the 10th anniversary of the election of Pope Francis. Tôi cảm ơn cha tổng đại diện Duy Xe và những lời ngài nói quả đúng thật là ngày hôm nay là một biến cố đặc biệt không chỉ vì chúng ta đang hiện diện tại linh địa thánh mẫu tà phao nhưng còn là dịp để chúng ta cùng tạ ơn và cầu nguyện đức giáo hoàng vì ngày 13 tháng 3 này là ngày kỷ niệm 10 năm ngài được chọn để làm giáo hoàng. All of us maybe except some small children we remember that day 13 March 2013 after the resignation of late Pope Pope Benedict Cardinal Bergoglio was elected as bishop of Rome and pope by the college of cardinals. Uh, chắc là chúng ta vẫn còn nhớ ngày 13 tháng 3 năm 2013 uh, sau khi Đức uh, Thánh cha Benedict XVI từ nhiệm, uh, Công nghị Hồng y đã uh, cửa, So you are the first. You are the first diocese that I am pleased to celebrate this anniversary. Today I will fly to Hanoi. We will have tomorrow official Holy Mass, the solemn celebration of the Eucharist, to mark the 10th anniversary of Pope Francis, and then. next Sunday, next week, I will celebrate together with Archbishop Cardinal of Singapore, Diplomatic Corps and Government, the same occasion in Singapore. Kỷ niệm dịp kỷ niệm 10 năm của Đức Giáo Hoàng Phan Cô thì tôi <laughs> vinh dự đến giáo phận Phan Thiết là nơi đầu tiên cử hành kỷ niệm biến cố này. Chiều hôm nay tôi sẽ bay đi Hà Nội vì sáng mai Tổng giáo phận Hà Nội cũng thay mặt cho giáo hội tổ chức thánh lễ cầu nguyện và tạ ơn 10 năm của Đức Giáo Hoàng Francisco và chuyến nhạc tuần sau tại Singapore thì chúng tôi cũng tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho ngài giống như thế này. And your presence today during this celebration of the Eucharist, the presence of your priests, especially the presence of your bishop and myself, as has been said, is a clear sign of the unity of the church remember that jesus prayed especially for the unity of the church and i hope that the conclusion of the synod in your diocese will make similar message that the church in vietnam church here in your diocese is united we should do everything with humility with uh, prayer, with reflection, but we should do everything to avoid divisions inside the Catholic Church. Sự dị hình diện của đông đảo anh chị em giáo dân các tín hữu bên cạnh các cha trong linh mục đoàn, bên cạnh giám mục của anh chị em và sự hiện diện của tôi <laughs> đại diện tòa thánh là một dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội. Chúng ta nên duy trì sự hiệp nhất này không chỉ đóng khung trong các cử hành phụng vụ trong các giờ kinh các việc đạo đức nhưng duy trì sự hiệp nhất hiệp thông trong tất cả mọi sinh hoạt của hội thánh địa phương trong giáo phận này tránh những hành động hay bất cứ điều gì gây chia rẽ trong hội thánh In this my short visit I had seen many activities in your diocese I have met Many people, congregations, associations, ethnic groups—all—all all of us—we need Jesus Christ and His Gospel, and this is what you are doing under the guidance of your bishop, Bishop Joseph, to whom I am very grateful. I repeat once more, Excellency, thank you for inviting me to meet your people, to meet the Church that is in your diocese. May Almighty God bless you all. Trong ngày đầu tiên hôm qua tôi được gặp gỡ nhiều giới, nhiều nhóm, nhiều tu hội, nhiều đoàn thể. Tôi rất vui khi tất cả mọi người uh, sống đức tin và hành động dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo Phận của anh chị em. Nhân dịp này tôi xin một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Du Xe đã mời tôi đến đây uh, tham dự thánh lễ và tổ chức cuộc thăm viếng này. Uh, xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Thank you for your attention. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe.